Hành quân tới San Siro đêm nay mà thiếu vắng Victor Osimhen do chấn thương, huấn luyện viên Luciano Spalletti lúc này hẳn đang vò đầu bứt trán. Các anh em hãy cùng Thể thao 5.1 phân tích về tầm quan trọng của Victor Osimhen với Napoli mùa giải năm 2022 đến năm 2023 này nhé. Đoàn quân của Luciano Spalletti băng băng hướng tới Scudetto đầu tiên của vị huấn luyện viên này và của cả Napoli kể từ năm 1990, đồng thời đặt chân vào vòng tứ kết Champions League. Sự thành công ấy không thể không nhắc tới Victor Osimhen, chú sư tử châu Phi mạnh mẽ, nhanh nhẹn và tinh quái. Với 19 bàn thắng đã ghi được ở mùa giải này cùng với 5 pha kiến tạo, Osimhen đang đứng trước cơ hội trở thành capocannoniere người châu Phi đầu tiên của giải đấu hàng đầu Italy. Ngôi sao người Nigeria, hiện 24 tuổi và anh có đủ thời gian để thay thế các tượng đài Sadio Mane, Salah hiện tại ở châu Phi cũng như tại trời Âu. Cách đây rất lâu trên những con đường của Lagos, có 3 đứa trẻ đang bán báo thể thao, đồ ăn và nước uống cho các tài xế bị kẹt xe. Victor Osimhen là một trong số chúng và anh làm công việc này là để hỗ trợ gia đình mình kiếm thêm thu nhập. Chắc hẳn cậu bé ngày ấy chẳng thể nào ngờ rằng một tương lai rực rỡ đang chờ đợi mình ở phía trước. Sau một khoảng thời gian đầy khó khăn tại Wolfsburg của Đức và bị hai câu lạc bộ ở Bỉ từ chối, sự nghiệp của Osimhen đã bắt đầu khởi sắc khi anh khoác áo đội bóng hạng 3 của Bỉ là Charleroi. Sau đó, 18 pha lập công trong mùa giải 2019-20 cho câu lạc bộ Pháp Lille đã đưa chàng trai này đến với Napoli của Serie A. Giờ đây, các câu lạc bộ lớn khác đang dõi theo anh với sự thèm muốn. Vậy, những điều gì đã khiến Osimhen đặc biệt đến thế? Năng lực athleticism tuyệt vời của Osimhen, một thuật ngữ bao gồm các yếu tố, dẻo dai, tốc độ, sức bền và sự nhanh nhẹn và khả năng sử dụng cơ thể cao 1m85 của bản thân để che chắn bóng đã biến anh thành một hung thần trong những tình huống làm tường, đồng thời cung cấp một phương án thoát bóng dành cho các hậu vệ Napoli khi bị đối thủ pressing. Các pha di chuyển không bóng của Osimhen ở hành lang cánh trái hoặc phải vừa mang đến cho Napoli một lối thoát bóng, vừa là một mối đe dọa đối với khung thành đối thủ. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Osimhen không chỉ nhờ vào thể chất xuất sắc của anh. Ngôi sao người Nigeria đã liên tục đặt mình vào điểm mù của các hậu vệ đồng thời căn thời gian di chuyển một cách hoàn hảo. Khả năng chọn vị trí đầy khôn ngoan của Osimhen đã mang đến cho anh thêm một lợi thế tuyệt vời khác kết hợp một cách xuất sắc với năng lực thể chất đáng sợ mà anh sở hữu. Phong cách chạy chéo sân thoát ra phía sau hàng thủ này là một món đặc sản của ngôi sao người Nigeria và khi nhìn vào bản đồ dứt điểm của anh, chúng ta có thể thấy hành lang trong phía cánh phải chính là khu vực mà chàng trai này khoái nhất. Khả năng chọn vị trí của Osimhen cũng đã đưa anh vào những tình huống đầy thuận lợi khi các đồng đội của ngôi sao 24 tuổi cần một phương án tạt bóng thường là về phía cột xa và luôn là nơi mà các hậu vệ không thể nhìn thấy anh. Chưa hết, khả năng bật nhảy của ngôi sao người Nigeria dù là khi đứng yên một chỗ hoặc sau một pha chạy đã càng tăng thêm sự nguy hiểm của anh trong các tình huống không chiến. Ví dụ điển hình nhất cho điều này là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Nigeria trong cú đúp vào lưới Spezia. Pha bật nhảy này được ghi nhận có độ cao 2,58m, tức là đứng trên cả pha bật nhảy lừng danh của Cristiano Ronaldo trong một trận đấu với Sampdoria vào năm 2019, 2,56m. Mùa hè tới, chắc chắn nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu sẽ tranh giành nhau để có được sự phục vụ của Osimhen. Chỉ cần đoàn quân của Spalletti giành được Scudetto thôi, họ đã có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu trong sự tự hào đó sẽ là chức vô địch quốc gia đầu tiên của Napoli kể từ mùa giải năm 1989-1990 khi Diego Maradona là nguồn cảm hứng bất tận của họ.